Vô đó, định phép gì nữa đó. Trời, em định tháo cái tính đi, em đi giấu nữa mẹ. Ai chứ làm cái gì vậy? Ủa sao em đang bị xe đẩy? Chết rồi. Mày chứ sao nè? Em định tháo mà em đi giấu anh này. Mày định làm cái gì vậy? Tôi ăn được ăn gì tự nhiên nó đập cái bụng xuống thì tôi như nhảy. Nên làm sao mà nó bị vậy? Em rút ra thì... Câu đầu giờ nó chỉ mặt mẹ màn hình, nó đang thui đầu đường sập sập đó em. Thì vậy mới ai biết đâu. Ý anh thế hả? Em định làm gì? Em nói anh đầu, em định cho anh chứ em đi giao mày nữa. Mày cho anh mà mở cái màn hình tôi hả? Ủa sao tôi rồi? Tôi đặt mày hả? Mà mình xuống em đâu muốn đâu. Hello mọi người, lại là em Trang nè. Anh nếu ai mà có coi video trước em coi chồng em là mọi người biết rồi. Em kiên định là Thư, chồng em Thư á, em bán giờ mới tính phản ứng không sao. Ai gì mà lòi ra chuyện quỷ đen của ông. Thiệt em không hiểu chồng em nghĩ gì đâu. À có vợ mình giấu quỷ đen thôi, đây có con à, cũng còn giấu quỷ đen. Rồi trong khi tiền không có lo cho đình cột sữa tẻ này, em không hiểu đều ông nghĩ gì luôn á mọi người. Nói tao á là ông nói với em là để mua que tặng em 20 tám đêm mấy nghìn lỡ. Em nói thiệt mọi người nha, em thờ luôn, lỡ em không có lên được một bông hồng được không, một cánh bông hồng thôi chứ bông hồng gì nữa nè. Vậy mà lúc nào cũng đợi danh thì em thành lỡ đó, lỡ không biết, không biết ông đợi danh làm gì, ông đợi danh đi chơi hay làm gì em không biết luôn á. Sau khi bữa cách cái video đó nha, là em là hỏi chồng em, ông còn giấu chủ đen chỗ nào? Ông khai cho tôi không? Hay là ông muốn đi chung bò ông ngủ? Ông nói một hàng kêu hết rồi. Hết rồi nha mọi người, một không hết. Nhưng mà em, chồng em biết đường nào cũng phải giấu hết á. Nên em đã dành ra 2 ngày trời. Em lục tung hết cái nhà của em luôn để kiếm chủ đen của ông. Mà ông giấu kỹ quá không ra. Sao mày ngu thế hả? Em combo thêm cho cái que nè, em cho ông ra em trải chiếu. Em còn chu đáo tới mức em đem cục bùn trong ngủ chung bà 2 đêm liền. Mà ông không khai là ông khai nha mọi người. Ông không biết tâm, ông không khai vậy á. Đầu ông làm em buồn đầu quá. Em hành động, em kiếm nó nè, em không có, em phải dùng cái đầu. Em kiếm không thấy á, thì em sẽ làm sao cho ông tự đưa em. Mọi người biết ông em làm sao đó lấy được tiền quỷ đen trọng, mọi người theo em nha. Ông với Sang đang coi cái banh nha mọi người. Em nói bữa em đã nói rồi. Giữ cái vàng mày tính cho kỹ, ôm ăn ngu đi chứ không thông là bữa sau đừng có trách em. Tài không hết á. Em coi em mở cái máy tính lên nha mọi người. Chờ em xíu nha. Bữa em nói rầu máy tính là ôm ngu cất cho kỹ vô chứ không thông là bữa sau em lộn em bán rồi ráng chịu mà không tin em. Vô. Mọi người, hiện tại em đã đột nhập được cái phần máy tính không này mọi người. Ông như Sang này em đang coi mình để ban đầu trời đó mọi người. Em đã nói đầu giữ cái máy tính cho kỹ, ôm cái máy tính cho kỹ vô. Anh ngủ ôm vô không chịu. À, các người coi này. Ai mọi người nhìn kỹ vô, em vô cái mặt từng chồng em cho mọi người coi. Đó. Thì mọi người, các người coi em này. 1, 2, 3. Ai đù hả mọi người thấy hay chưa? Trời công tình thật nhiều giờ em photoshop mọi người, em thật
em photoshop nhiều giờ, một buổi chiều của em là photo nè. Mọi người nhìn dài mà biết, mọi người cũng biết chuẩn bị. Em cho chồng em sao rồi mọi người. Mọi người đoán xem thử, để coi thử thái độ ông chồng em sao nha. Để coi thử ông có mắc cái quỷ điên, ông ra ông sửa cái máy tính nữa nha mọi người. Mọi người theo em nha. What the hell? Ok, đeo đi, đập đi. Ê,
tôi đặt đều đâu này, đặt này. Ấy từ nốt tôi đặt đều du này, đúng chắc thế nào. Ấy từ nốt tôi đặt đều du này, đúng chắc thế nào. Mày ở đứng xong, từ nốt tôi đặt đá. Từ nốt tôi đặt đá. À làm người nữa rồi. Nói cười cười, nhưng tim âm thầm gì mau. Trong này bây giờ không có ông tính riêng lẻ hai ông trời, làm sao được tính thôi vậy, không có được xưa. Ê giờ cổ nói câu đó hay thiệt à. Xưa, đưa tiền em đi xưa. Thì em đi dùng nó có lại. Ủa chứ em hát tiền tao là anh đưa hay vậy. Ủa? Ủa bữa chưa nói lẫn kiểu tôi chưa đưa lại á. Ủa? Phải kiểu ra đi xưa đi. Hả? Không có thích gì mới đi làm bữa giờ tao đây không đó. Chúng làm gì vậy? Chúng mày làm gì vậy hả? Mày đi dừng ra coi. Ừ, đúng em chưa tính với anh nữa nha. Tính gì hả? Tiền mày. Tôi nhìn mày nhiều quá nha, đừng có đỡ có. Tiền mày tức nước thì bỏ bờ nha. Tức nước không về. Đi đấy, chịu đi chơi. Em biết được đưa tiền thì chưa có học thảo của họ, anh ông biết tất đi chơi. Em không chưa đâu. Ờ, không thì nhớ nha, thì thì sao? Mỗi làm thì có cái tiền nha, chứ sao không nhìn mày đừng có nói. À, thì ba đeo em mà nói anh đâu. Khỏi làm, anh đi phụ hồ ơi, anh làm cũng hơn, đỡ hơn đâu. Ăn cơm nhé, không muốn, ăn cơm nhé, không muốn nha. Mày thấy không? Mày không thằng quét lên à? Mày thương thân hình em đi xưa tới hai bên đêm nhạc với sân phu luôn. Ở đó là chú quét rồi. Còn đây mở mày quét đen á. Bây giờ mở cái thiên mở nè. Ăn cơm thì kéo, không muốn ăn cơm, đang muốn mà mở. Vậy là họ chẳng tính lấy gì làm. Ủa liên quan tới mày. Ủa tiên tao mà. Con nói thì thôi, con đi thôi. Ví dụ thù quà con nói thì thôi. Mở quét đen mà, cậu đen rồi. Với sầu tôi mở cho em đi tôi đây cậu thấy không có đặt luôn tiền ăn hết đâu, đưa tiền em hết đâu, tiền đâu hết, đúng chịu bữa gì, chịu đâu, ông
ông bạn chịu. Ông cháu mới mới rồi đấy. Hả? Xuống ông nhưng mà đắt không có xưa luôn. Mà có hơn là nghỉ đọc. Đi sửa. Tôi biết quen. Sao? Tôi kiếm đe đầu đi làm sao mắc hơn đầu hè này. Đừng. Hê hê. Trời ơi. Đen. Mở mở mở. Mấy cái kia không có. Ừ, em đi đi đi. Em đi, em đi, em vừa thấy cậu vậy. Em đi, em vừa thấy thì cậu luôn, thì mở luôn nha, mở gì chơi nha. Đó. Chắc là vừa ngay, mày làm đi rồi mày mua cái bóng. Không ra rồi. Rồi sao mày lúc mày kiếm kẻ rồi. Rồi sao lúc mày kiếm rồi. Sao mày đi rồi nha. Anh thẻ em nè. Anh đừng quay cho em, tôi mệt, em mệt vậy em anh. Biết chạy thì đừng có bé. Biết chạy. Biết chạy thì đi bé hả? Chứ sao, anh Vũ? Biểu gì? Giật anh giật chưa mấy không à? Không, tôi cũng chữa. Tôi cũng thích chữa. Mấy thương hơn thôi, bỏ tôi chịu tất cả. Ờ vậy đi. Nhớ nha. Nhớ đi làm nhớ. Rồi bữa sau tôi cho lại, đừng có nói sao thôi anh nha. Ừ. Rồi hôm nay thì cho em mới tính tôi rồi. Không, không đúng thử ơi, tôi có nghe lại rồi nằm. Chù. Ok ok. Sao? Thấy là vậy mờ xẻo à. Cái gì mày mang mày đi mới mà đâu. Cái đeo hồi luôn, mang mày đi mới ra luôn. Quay luôn. Mày cái gì đấy? Này, cái đeo tao này anh xin đem đặt bằng phím á. Tao bay. Không ngồi mang nhé. Ông mà đầu cái tao chạy rồi, đặt mày hơn nữa. Ở đây người kìm chắc đó, tao thấy rồi. Mẹ mình cho, đừng cho tôi nghe. Anh sẽ lấy nhạc không muốn đi mẹ. Chỉ vì anh gì đâu.